Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tích cực cấp cứu cho các nạn nhân trong vụ tai nạn khiến 13 người thương vong. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực đường tránh thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ về diễn biến của vụ tai nạn. Bà NTN, sinh năm 1976, nạn nhân cho biết đoàn gồm 11 người là nhân viên một công ty mỹ phẩm ở thành phố Hà Nội. Ngày 6 tháng 10, đoàn vào thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và dự kiến đi du lịch tại 3 tỉnh Tây Nguyên. Trưa 8 tháng 10, chiếc xe 16 chỗ của chi nhánh công ty du lịch tại Đắk Lắk đón 11 người trong đoàn, cùng tài xế và hướng dẫn viên du lịch từ thành phố Buôn Ma Thuột đi Gia Lai. Lúc này, mọi người trong đoàn đang ngủ thì tôi nghe tiếng động lớn. Liền sau đó, chiếc xe chao đảo, lật nghiêng, mọi người la hét, hoảng loạn. Riêng tôi bị kẹt đầu vào giữa hai hàng ghế, sau khi xảy ra tai nạn khoảng 15 phút mới được mọi người giải cứu. Tôi bị chấn thương phần mềm trên đầu, gãy xương bàn chân, bà N kể lại. Trong khi đó, tài xế